Xin chào mọi người. Hôm nay em lại quay cho mọi người cây hoa hồng cổ Huế. Hôm nay nhà em đánh cho khách ạ. Đánh cho bạn khách ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Cây rất là đẹp, to, tán, xum, dày. Cây này về các bạn nên chậu, cực kỳ xuất sắc luôn. Rất là đẹp, tán to. Cây nhà em được cái bóng cái tán cây rất là đẹp. Ngoài hồng cổ Huế ra thì nhà em còn hồng đào cổ, cổ Sapa, các thể loại. Ở vườn này thì có đào, có bạch nhá. Bây giờ em đi quay cho mọi người cả đào, cả bạch. Bác nào ưng cái nào thì inbox cho em. Cây bạch cổ này. Cây bạch cổ rất là đẹp này. Tán tròn vo. Cây bạch cổ nhá. Ngày hôm nay thì hoa của nó, cái hoa của nó hơi tàn đi. Nó hơi tàn đi một tí thôi. Nên nhìn nó không buốt mắt bằng cái lúc nó rộ hoa đâu. Chứ lúc nó rộ hoa thì cây nó xuất sắc luôn ấy. Tán mất là khoảng 2 mét. Đây, cây này là cây đẹp này. Cây này cây này là cây hồng đào nhá. Tông màu hồng đào. Thằng hồng đào này là thằng nào? Đây. Đây là màu hồng đào nhá. Cây này thì nó không bị thối lụ đâu mà là nó tàn hoa rồi thì nó hoa nó như này. Nó tàn hoa rồi thằng mấy nay nó cứ mưa liên miên ấy. Cây này mấy hôm trước nó đẹp xuất sắc luôn. Hàng này là gốc 3 phân nhá các bạn nhá. Gốc 3 phân này. Gốc rất là to, gốc 3 phân hơn 3 phân. Thân đẹp, thân nuột. Thân rất là nuột. Không hiểu sao mọi người cứ gọi điện cho mình. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, thoát 90 phân. Thoát 90 cm này. Gốc này, gốc 3 phân hơn 3 phân. Rất là đẹp luôn nhá. Võ Văn Chiến hiện luôn, đúng rồi anh ơi. Đây là em quay cái hôm nay nó tàn hết hoa đấy thì lúc mà nó mà rộ hoa thì cây nhìn nó nhìn phê luôn. Hàng này hàng thoát thân cao dành cho những bác nào mà thích chân dài nhá. Hàng chân dài này thì có một đặc điểm là các bác trồng nó cao cây, nó thoáng cây mà đi. Ví dụ nhà mình mà đặt trước cửa nhà đi, nó không bị cục đầu, không bị vướng, không bị vướng mặt, không bị vướng bằng. Nhất là những nhà mà không gian rộng ấy, không gian rộng thì mình phải trồng cây cao nên nhìn nó mới thoáng. Nhìn nó mới thoáng, nó không tù, nó mới không bị tù, nó thoá cao nó thoáng. Hoặc là các bạn trồng ở dưới đất ấy, hạ thổ trồng dưới đất thì mình nên trồng cây cao như này thì nó sẽ đẹp. Đây là một cây bạch cổ cánh xếp này. Cây bạch cổ này cũng là cây đẹp này. Tán tròn vo này. Đấy, cây bạch cổ này tán rất là tròn nhá. Tán tròn răm dày mịn, thân thẳng. Ưu điểm của cái lô này là cây đều đẹp và thân cái nào cũng mịn đẹp luôn. Thân ghép à shop. Bạn Nguyễn Nhật Huân ơi, cây này nhà mình là hàng nguyên bản nhé bạn nhé, hàng nguyên bản ạ. Thân của nó là thân nguyên bản nhé mọi người nhé, không phải cây ghép đây. Em quay cho mọi người phần chốt tay cành của nó này. Chốt tay cành của nó đây ạ. Em bảo hành là nguyên bản nhá. Ghép đền 100 lần luôn, cây nào mà là cây ghép thì đền 100 lần luôn đấy các bạn nhé. Hàng cổ nguyên bản, mấy hàng cổ thì không ai ghép làm gì cả. Bên em người ta không sản xuất hàng ghép đâu. Chỉ có bên Mê Linh họ mới sản xuất hàng ghép thôi. Hàng ghép thì người ta thường là sẽ là hồng ngoại nhá. Hồng ngoại khi đưa về thị trường Việt Nam ấy thì nó sẽ không hợp khí hậu Việt Nam. Có một số giống không hợp khí hậu Việt Nam nên là khi mà nó ghép vào cây tầm xuân ấy thì sẽ giúp cho cây hồng ngoại nó phát triển nhanh, khỏe, chịu được phù hợp với điều kiện thì thời tiết Việt Nam mình. Thì người ta mới dùng hàng ghép và để ghép vào nó sẽ giá thành nó sẽ rẻ hơn cho mọi người, vì cái giống hồng ngoại, cái giống của nó khi mà mình nhập trực tiếp từ bên nước ngoài về ấy, thì giá thành nó rất là cao. Nếu mà mình mà mang mình ghép ra cây tầm xuân mình nhân giống ra ấy thì giá nó rẻ, nên là chỉ có hồng ngoại người ta mới ghép hàng thôi, chứ còn hồng cổ thì giá nó rẻ rồi nên không ai ghép làm gì cả. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Thoát thân hơn 1 mét đấy mọi người nhá, thoát thân hơn 1 mét ạ. Ai ưng cái nào thì chốt đơn chuyển màn hình cho em nhá. Ưng cái nào thì chốt đơn chuyển màn hình, sau đó gửi vào Zalo này, tán to chưa? Tán to mà thân thẳng nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210 nhá. Bạch cổ cánh xếp tông màu trắng. Trắng tinh khiết, trắng tinh khôi đấy ạ. Gốc của nó là gốc 3 phân nhá các bạn nhá. Gốc 3 phân. Cây đẹp xuất sắc rồi, cây này là cây hồng đào cổ này. Hồng đào cổ. À không, con này là con hai màu nhá. Bạch đột biến đào. Cây này cây này hiếm đấy ạ. Cây này cây hiếm, cây này không phải hàng ghép đấy các bạn nhá, mà là cây bạch cổ cánh xếp đột biến đào. Chứ là trên một cây là có hai màu hoa. Cả một cái vườn này có đúng duy nhất một cây là cây bạch cổ đột biến đào nhá. Trong 100 cây hoặc 1000 cây mới có một cây bạch đột biến đào. Đây này, bạch đột biến đào thì trên cây là nó sẽ có màu ra hoa màu hồng này. Và nó sẽ có những cành nó sẽ ra hoa màu trắng như thế này, màu trắng tinh.
Trên cây nó ra hai màu hoa nhé các bạn nhá. Hai màu hoa. Đây là cây bạch cổ đột biến đào nhá, hàng siêu hiếm luôn. Bác nào ưng thì chốt cái này cho em. Bác nào vừa thích đào mà vừa thích bạch mà mình chỉ có tiền để mua một cây thôi thì mua cái này nhá. Giá cái này là 4.5 triệu đồng giá nhá, anh Nguyễn Nhật Huân nhá. Bác nào mà mình chỉ có tiền mình chơi mua một cây thôi mà muốn chơi hẳn hai màu hoa thì các bác chốt đơn con này cho em nhá. Các bác chốt đơn con này cho em là vừa màu trắng vừa màu hồng, và em cam kết nó là hàng nguyên bản. Nó là do quá trình mà mình trồng hai cái cây ấy, trồng cây bạch và trồng cây đào ở cạnh nhau mà nó bị đột biến, tức là nó bị thụ phấn chéo ấy. Nó thụ phấn chéo xong nó sẽ đột biến ra một cái cành. Hai cái cây nó thụ phấn chéo đột biến ra một cái cành, và cái cành nó sau khi mình chiết nó để mình thành một cái cây thì nó sẽ thật ra thành một cái cây đột biến như thế này. Thỉnh thoảng thôi nhá, thỉnh thoảng mới có các cây như này thôi, ăn may thôi chứ không ai làm được cái cây như này đâu. Chẳng may có cây này là nó là đột biến thôi. Cả 100 cây đúng không có một cây này, cả một cái vườn này đúng có một cây này là hàng đột biến nhá. Giá vẫn như hàng kia thôi, em cũng không phân loại ra để mà bán giá cao để làm gì đâu. Cây này là cũng là 4 triệu rưỡi. Cây này cũng là cây 4 triệu rưỡi các bạn nhá. Nếu bác nào mà mình chỉ có tiền chơi một cây, tức là mình chỉ có điều kiện là chỉ có một tiền mua 4 triệu rưỡi thôi mà tôi muốn cả hai màu hoa cơ, muốn vừa màu hồng lại vừa màu trắng tinh thì có thể chốt hơn cái này. Cây này chẳng qua là bây giờ nó hết hoa rồi nhá, nên là nhìn nó không buốt mắt, vừa mưa xong hoa nó rụng hết. Nó không buốt mắt thôi, nhưng mà nếu mà hôm nào trời nắng đẹp thì nó đẹp lắm luôn. Đây. Vừa màu hồng nhá. Màu hồng của nó này, màu hồng phấn rất là đẹp này. Cái là hôm nào trời nắng rất là đẹp, màu hồng phấn này. Vừa màu trắng tinh khiết nhá, tinh khôi nhá, trắng tinh khôi. Đột biến nhá, đột biến hai màu. Vừa trắng vừa hồng. Em đột biến này, siêu phẩm đấy. Siêu phẩm luôn. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. Em bạch cổ cánh xếp đột biến đào. Bạch cổ cánh xếp đột biến đào nhá mọi người nhá. Em không chém đâu, con này đẹp lắm đó. Bác nào không chốt em đấy thì hơi bị đáng tiếc luôn. Tiếp tục sang cái em này này. Cây to tán đẹp luôn. Cây to tán đẹp luôn. Đây. Một cây cổ Huế tán của nó khoảng 2,5 m. Tán của nó khoảng 2,5 m. Và vanh gốc của nó khoảng vanh 12 nhá mọi người ơi. Vanh của nó khoảng vanh 12. Cây này là cây rất là đẹp luôn. Đây là hoa rụng hồng hết cả gốc luôn này. Hoa rụng hồng hết cả gốc luôn. Đây gốc của nó rất là đẹp này. Cây này thì có giá là 8 triệu nhá mọi người nhá. 8 triệu một cây. Cây rất là đẹp luôn này. Gốc của nó đây. Vanh của nó, thân tuyết của nó thân tuyết 32. Thân tuyết của nó thân tuyết 32 như cái ống nước 32, ống 32 nhá. Thân tuyết 32. Cái này thì có giá là 8 triệu. Hôm qua có một bạn khách ở Hải Phòng mà. Bạn ấy có mua một cây hồng cổ Huế của em, bạn ấy mua cái loại mà 4 triệu rưỡi một cây ấy. Cái cây ở gần góc này. Mà trong cái lúc mà đánh cây em có livestream cho bạn ấy xem. Em có livestream cho bạn ấy xem là cây đánh rồi. Và khi cây lên xe em cũng có chụp ảnh cho bạn ấy xem. Mà đến khi giao cây xong bạn ấy cứ bảo là giao không đúng cây, rồi là sao bạn bên bạn bán đắt thế mới rẻ thế. Cái cây như này này, bên mình là đang bán 8 triệu này. Xong rồi bạn ấy bảo là cây bạn ấy chụp ảnh cũng cây người khác. Cây của bên của cái ảnh cũng ảnh nhà mình, gửi ảnh của nhà mình, nhưng mà bên khác đang bán. Và bên khác người ta bán có 3 triệu 2 thôi. Cái cây như này này, cái cây 8 triệu này. Là hôm qua mà bạn ấy gửi ảnh cái cây này, bạn ấy gửi đúng ảnh cái này luôn. Là bạn ấy bảo là bên khác bán có 3 triệu 2 mà bên mình đang bán hẳn 8 triệu bán đắt. Thế em bảo là anh mua đi, anh chốt đơn với cả người ta đi, anh chốt đơn cái 3 triệu 2 đi. Nếu mà anh mua được cái cây đúng cái cây như này, đúng cái cây như này mà em đang quay này này. Nếu mà anh mua được đúng cái cây như này với giá 3.200.000 thì em lại gửi thêm anh 1 triệu để uống nước, em biếu anh 1 triệu để uống nước. Anh chốt đơn đi. Mà sau khi em bảo anh ấy như thế thì không thấy anh ấy nói gì. Mà không biết là anh ấy đã chốt đơn cái đấy chưa. Đây cây như này này, cái này đang bán 8 triệu này. Hàng thì hàng hóa nó thật là nó rất là vô cùng. Trên mạng thì cứ vào vườn là chụp ảnh được. Biết vườn là có bao nhiêu người vào chụp ảnh một ngày đâu. Có những người ta cứ đăng lên, đăng như thế thôi. Đăng câu like đâu, tăng tương tác hoặc là đăng để lừa tiền cọc chẳng hạn. Cây như này giá bán tại vườn là 8 triệu. Nhưng mà có những bạn mà đăng 3 triệu 2 thôi mà khẳng định là không bao giờ có cái giá 3 triệu 2 luôn. Bác nào mà mua được cây này với giá 3 triệu 2 thì inbox em lại tặng thêm 1 triệu để uống nước.
Có cành chiết cổ Huế không bạn? Cành chiết cổ Huế thì không có, nhưng hàng chậu nhỏ thì có. Cành chiết thì không có, nhưng hàng chậu nhỏ thì có nhá. Cây này là cây 4 triệu này, 4 triệu rưỡi này. Cây này là cây 4 triệu rưỡi này. Đấy. Cành chiết thì có. Cành chiết thì không có, nhưng mà hàng giống ấy, hàng chậu đỏ ấy, có hàng mà khoảng 50 một cây là có, nhưng mà cái hàng 50 một cây là em phải bán từ đầu trăm. Bán đầu trăm ấy, bác nào mà có ruộng trống ấy mình có thể hạ thổ cái hàng 50 đấy xuống trồng, cái này cũng rất là hay, nó khỏe lắm. Cái hàng 50 ấy có bác mua và có về các bác hạ thổ ấy. Cái hàng 50 thì nó thật. Em thì em không trực tiếp mà trồng được cái cây hồng 50 đấy. Mà em đi mua của người ta đã 45.000 rồi. Cái hàng 50 vẫn cây nó khá to đấy, nó cao khoảng 50 60 phân, tán nó cũng 40 phân rồi. Nó là cây to. Em mua của người ta của Lông Vân là khoảng 45.000 một chậu, em bán cho khách là 50.000, gọi là cây công đi nhặt, lựa cây đẹp cho khách mới công đi nhặt. Đi tìm vườn, cái công đi tìm vườn, tiền xăng xe, tiền đi lại rồi tiền về làm giá mới ở Lông Vân ấy. Mới có chỉ được có lãi có 5.000 thôi. Nên là nếu mà nhiều bạn các bạn lấy 10 cây nó thật không có thời gian để đi nhặt. Này nên là phải từ chối đơn, nên bạn nào phải lấy ít nhất tối thiểu là phải, ví dụ lấy 50 cây chẳng hạn thì mình vẫn có thể mình cố nhặt cho thì 5 năm cũng được, 25 cũng được, 250 thì thôi thế cũng cố cũng được. Cố đi nhặt cho cũng được, nhưng mà nếu mà lấy ít quá thì không làm gì được. Bởi vì cái phải có phải sản phẩm gì nhà mình có thể tự sản xuất ra đâu. Này cây này đẹp này. Cây này là hàng hàng 8 triệu này. Các bạn nhìn này. Cây đẹp phê luôn. Gốc của nó hơn 3 phân nha mọi người nhá. Gốc 3/2. Con này hàng thoát cao, con này đẹp, con này em thích nhất luôn này. Cây này hiện tại là cây ở vườn mà em thích nhất. Em thích nhất thôi, còn người khác thích hay không thì em không biết được. Con này là gốc không? Con đẹp từ gốc cho đến ngọn luôn. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Thoát là 1 mét 1 nhá. Thoát thân 1 mét 1, 1,1 mét. Thoát thân 1m1. Cây này hôm nào mình về Văn Giang mình tạt qua. Em ở Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên anh nhá. Anh Tiến Hương cây giống nhá. Chắc nhà anh cũng bán cây cối đúng không? Nếu mà anh mua hàng giống thì nếu mà anh mua đi lúc nào anh ngọn thì nhắn qua Zalo, em gửi ảnh báo giá được thì anh qua. Không thời gian đón tiếp. Đấy cứ bảo nhá, mọi người cứ bảo em là tại sao không bán hàng sợ gì mà không dẫn khách về vườn mấy các thứ ấy. Thực ra thì cũng chẳng phải sợ gì đâu hay ngại gì đâu khi mà dẫn khách về vườn đâu. Nhưng mà thực sự là ví dụ mà mình chốt đơn qua online này, mình rất là nhàn. Mình gom đơn khoảng 5 đơn thôi là mình thuê thợ đánh cây một thể ấy. Mình thuê thợ đánh cây một thể ấy. Nhưng mà nếu mà để cho khách tự về xong là về đột xuất xong là khách thích cái nào không đánh cây cái đấy, mất thời gian là một này. Với cả thứ hai là có những khách đến chỉ xem mới chụp ảnh thôi. Có khách đến chỉ xem cây mới chụp ảnh thôi, chứ khách có nhiều khách đến không mua đâu. Như hôm qua là cũng có mấy đôi đến, hai vợ chồng mấy hai con thôi là chụp ảnh rồi chụp lấy chụp để luôn. Lại mất công. Thực ra nếu mà rảnh rảnh thì bọn em dẫn vào chơi tham quan nữa chẳng vấn đề đâu, nhưng kiểu mình nhiều việc ấy, bận ấy. Ra mọi người lại hỏi địa chỉ vườn ở đâu, xong rồi lại gọi điện để chỉ, xong lại phải ra đón nữa. Có phải là định vị phát là vào vườn đâu. Tìm các bạn ấy không tìm được vườn, mình lại phải ra đón. Như ngày hôm qua tiệm 2-3 tốp đấy ra đón, xong là vào chỉ chụp ảnh thôi, ngắm nghía, đẹp lấy để luôn. Chụp ảnh lấy chụp ảnh để. May là mình dẫn ra vườn ngoài kia, chứ dẫn ra vườn ngoài này thì chắc là các bà ông bà phải chụp ảnh từ sáng đến tối mất. Rồi nhìn mê, nhìn vườn thấy cây đẹp thì mê. Nên chụp ảnh lấy để. Xong cuối cùng là bảo thôi chị cảm ơn nhá, gửi ảnh đẹp quá xong là đi về. Cổ Huế hàng nhỏ này. Ngoài cổ Huế ra thì vườn mình có cả đào, cả bạch nữa. Bác nào muốn mua đào, muốn mua bạch thì inbox Zalo nhá. Inbox Zalo, số điện thoại em là dẫn anh đến chụp ảnh nhé. Ok anh Tuấn Khang. Nhưng ngày hôm qua là dẫn là phải tiếp hai đoàn khách vào chụp ảnh ở đây của toàn các chị xinh thôi. Bắt đầu là có một đôi vợ chồng, cả hai bạn nhỏ đến chụp ảnh ông chồng bà, mà chủ yếu đến là bà vợ bà bắt ông chồng đưa đến đấy. Ông chồng thì ông ấy không thiết tha gì đâu,
của bà vợ bà ấy thì bà ấy thích hoa với bà ấy điệu đà, bà ấy bà đến mà mặc váy đẹp đẹp để bà ấy chụp ảnh ấy, bà ấy đứng bà ấy tạo dáng mà bắt đầu ý đứng chụp ảnh cho hết kiểu loại kiểu kia chụp chụp từ 2 giờ tới 4 giờ mới chụp ảnh xong. Bây giờ cứ bắt ông Tuân ngồi, ông Tuân đứng đấy là để tiếp. Lúc đầu em đứng đấy em đợi nước, hỏi anh chị có mua gì không, bảo là để đợi tí anh chị xem đã. Thế là mình cứ ngồi mình chờ, ngồi hóng rồi cuối cùng mấy khách này đến hỏi đến xem đi tiếp, thế là thôi lại chia nhau ra cho ông Tuân ngồi chờ khách, canh khách đến 4 giờ 5 giờ thằng khách đi về chả mua cái gì. Nhưng mà thôi thỉnh thoảng phải thế chứ. Con này đẹp này. Bạn cho xem loại cổ Huế nhỏ 50k đi. Loại cổ Huế nhỏ 50k thì bạn cứ nhắn qua Zalo số điện thoại mình ấy, là mình gửi ảnh báo giá cho nhá. Nói chung là bọn này cứ bán đồng giá là 4.5 triệu nhá. Tán to sải tay luôn đấy. Tán sải tay luôn nha các bạn nhá. Toàn cái đẹp thôi. Gốc thì gốc 3 phân rồi. Hàng này hàng bịch vải ấy. Hàng bịch vải thân nó rất là luộc. Thân nó rất là lạc luộc. Luộc lạc này các bạn nhìn này. Thân nó rất là thẳng, thẳng tắp một cột điện luôn. Cùng là một cây hồng cổ như nhau nhưng mà có những vườn giá nó sẽ có sự chênh lệch nhau ấy. Nó tùy thuộc vào bóng tán và độ óng của thân. Độ óng của thân, những cái thân mà xanh sạch như này này. Thân sạch mà không tì vết này, những cái cây này là thân xanh sạch không tì vết, không nỗi sẹo. Thì nó gọi là hàng óng hàng tơ đấy, hàng óng hàng tơ. Những cái cây như này thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn những cái thằng mà thân gai góc và sần sùi và xù xì. Thì giá nó sẽ hợp lý hơn. Gai góc sần sùi và xù xì. Có những vườn nhá, em mua giá rẻ hơn này cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào thân nữa. Nó phụ thuộc vào thân của cây nhiều lắm. Lô này thì thoát hàng thoát thân cao. Nuôi cực kỳ tương lai luôn. Lô cái những cái cây đào ở vườn này này. Những cái cây ở vườn này là thân của nó nuôi nó rất là tương lai, cực kỳ tương lai luôn. Đấy các bạn nhìn đây này. Thân nó thoát cao này, thân nó óng, nó có độ óng của cây ý. Độ óng của cây này hàng to. Quay sát thân cho mọi người xem này, thân nó rất là óng ả đẹp luôn. Bọn này về nuôi rất là nhanh lớn, không sâu bệnh. À, cây bên mình bán cho khách ấy, thì có hôm qua có một bạn hỏi là thế bên mình chế độ bảo hành như thế nào. Thì mình mới bảo là mình đảm bảo là giao cây cho khách đúng cây đúng ảnh. Và thứ hai là cây giao cho khách sẽ đảm bảo là bầu bì làm cẩn thận, không dập gãy, không gãy hỏng. Còn về trong quá trình mọi người chăm sóc nó như thế nào là đấy là việc của mọi người. Vì hàng cây cối nhưng không như hàng khác. Hàng cây cối nó không như hàng khác. Ví dụ về các bạn không chăm không tưới thì nó năm ra chết, các bạn bắt đền mình thì nó cũng khó. Đấy à, xong bạn ấy bảo là bạn ơi bạn, bây giờ mình có thể mua xong mình trả bạn tiền trước à, bạn mình có thể mua xong mình trả bạn tiền trước trước 60% còn giữ lại 40%. 40% sau 4 tháng thì mình thanh toán nốt được không? Thằng em mới bảo là em bảo bạn ấy nè. Thế bạn ấy bạn thì bây giờ bạn đi ra cửa hàng điện máy xanh, bạn thử mua hộ mình cái máy giặt. Bạn mua hộ mình cái máy giặt, và bây giờ bạn bảo với cả người nhân viên điện máy xanh là bạn cho mình thanh toán trước trước 60%, còn 40% thì dùng mang máy giặt về dùng sau 4 tháng mà máy không hỏng thì trả, mà máy hỏng thì không trả tiền, thì người ta có cho không? Nên thấy bạn ấy không nói năng gì nữa. Nhiều khi cũng không nên đôi co với khách hàng đâu. Người ta thích nói gì thì nói, nhưng mà cũng phải trêu lại khách như thế. Bởi vì khách như thế mình biết là người ta cũng sẽ khó để mà mua. Khó để mà mua hàng. Đây. Cây rất là đẹp. Cây lạnh rất là đẹp này. Tán tròn vo. Đây này. Cái này hôm qua có một bạn khách, bạn ấy bảo mấy em bạn lấy, xong là đến cuối cùng chẳng thấy tăm hơi lấy này. Giá 4.5 triệu một cây nhá, anh Đặng Phạm Hải nhá. Con này đẹp này, con này em đang quay đẹp nhá. Ai mà chốt thì chốt con này. 4,5 triệu này. Con này này. Gốc của nó hơn 3 phân nhá mọi người nhá. Gốc hơn 3 phân. Xuất sắc luôn. Con này thân tiếp 32. Gốc hơn 3 phân nha mọi người nhá. Cây đẹp, ống cây. Thân thẳng, thoát thân thẳng tắp. Con này thoát thân hơn 1 mét. Thoát thân hơn 1 mét nha các bạn nhá. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này.
con này thoát thân 1 mét nha các bạn nhá. Thoát thân 1 mét. Tròn 1 mét luôn. Thân vanh gốc 13-14. Con này vanh của nó hẳn 13-14 nhá. Đào cổ 4.5 triệu em này nhá. Đào cổ 4.5 triệu. À, đào cổ 4.5 triệu này. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 thôi em. 0911 451 210. Cây rất là đẹp luôn, thân thẳng táp. Thẳng táp lư lự. Đây. Đây. Cổ Huế. Cái cây này của ai đây? Thôi, xin phép mọi người em xin phép tắt like đây, em ra kia em quay cổ Sapa đây. Cảm ơn mọi người. Trong các loại chơi hoa hồng cổ lên chơi hoa quanh năm càng chơi tê liêu tiêu niêu tiền là gì? Trong các loại chơi hoa hồng cổ lên chơi hoa quanh năm. Nên chơi vì hoa quanh năm à? Không hiểu nó viết gì luôn. Nói chung là trong tất cả các giống hoa hồng thì hoa hồng cổ vẫn là cái loại mà đáng chơi nhất. Hoa hồng ít. Để nói một chút về thị trường hoa hồng nhá. Thị trường hoa hồng nó là thị trường trăm năm. Nó 100 năm luôn, nó sẽ tồn tại mãi mãi luôn. Các dòng cây khác nó sẽ biến đổi, như là nó sẽ tồn tại mãi mãi, thôi là nó chỉ có sự biến đổi nhẹ thôi. Đang phát live mà cứ có bạn gọi điện thế là mất tín hiệu. Em bảo rồi, thị trường hoa hồng là thị trường trăm năm. Tức là nó tồn tại mãi mãi luôn. Nó sẽ có